Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Hình Đạt. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái clip không có liên quan đến con chó này. Mình sẽ làm clip là mình sẽ so sánh cá beta giữa cá beta tua của shop Xuân Cường và cá beta tua mình đặt trên Lazada để xem là cá nào đẹp hơn nha. Thì mình sẽ đi hỏi mọi người trong gia đình mình để xem thử coi là cái con cá nào nó sẽ đẹp hơn. Ok, bây giờ mình sẽ mở hộp cái con cá này ra nha cho các bạn xem nha. Rồi, ở đây nè các bạn. Giá là 75.839 đồng nha các bạn. Ở thành phố Hồ Chí Minh, Hóc Môn. Thì đây là shop beta giá rẻ thì xinh đẹp nha các bạn. Thì cái shop này lúc trước mình có đặt cá trên đây rồi. Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh nha các bạn. Ở đây là người gửi là beta giá rẻ thì xinh đẹp. Giá tiền là 90.620 đồng, tính luôn cả ship luôn nha các bạn. Quá trời luôn các bạn ơi. 10 con ha, để đếm coi được nhiêu con nha. 1 con, 2 con, 3 con, 4 con, 5 con, 6 con, 7 con, 8 con, 9 con, 10 con, 11 con. Tua fancy nha các bạn, trống. Đó. Đây nè. Beta tua fancy trống. Bạn nào có muốn mua mình để link bên dưới nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ mở ra nha. Ok các bạn, thì mình sẽ không quay mặt nha, để mình quay cho các bạn xem kỹ cận cái con cá luôn. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái keo nước lên nha. Cái keo này thì ok luôn các bạn ơi. Mình để trong lưu 2-3 ngày rồi. Rồi bây giờ mình sẽ mở cá cho các bạn xem nha. Wow, bên trong có con cá nè các bạn. Rồi, cái con tua nhìn dễ thương ghê luôn á. Wow, một con tua màu đen nha các bạn. Đó, một con tua màu đen. Thì cái shop này á, mình không biết là nó giao màu gì luôn á. Thật sự là không biết màu gì luôn. Nhấn vô là mua thôi các bạn, chứ chả biết nó là màu gì luôn. Nhìn cái vảy của nó tôi nhìn giống như là cái con cá ly hi đồng vậy trời. Rồi giờ tôi bỏ vô đây tôi ngâm nước nha. Rồi thì nãy giờ nó cũng đã lâu lắm rồi các bạn ơi. Thì tôi sẽ mở cá cho các bạn xem nha các bạn. Tôi quay ở ngoài đường cho nên nó hơi ồn xíu, các bạn cũng không cảm với tôi nha các bạn. Ây da. Để cho nó quen nước nha các bạn. Shop này đóng gói kỹ quá, đóng hai bọc luôn. Khó mở quá. Rồi. Bây giờ tôi sẽ xô cá cho các bạn xem nha. Đây chính là cái vợt. Đây chính là cái vợt mà bữa hổm tôi mua của anh Xuân Cường nè các bạn. Bây giờ tôi sẽ bắt lên cho các bạn xem con cá nó đẹp không nha. Khó bắt quá. Đây các bạn. Theo cảm nhận riêng của mình, con cá beta tua này thì mình thấy nó còn khá là tơ. Với cái giá là 75.000 luôn cả ship thì mình thấy nó cũng tạm được. Nếu cái con này mà so sánh với cái con 90.000 của shop Xuân Cường thì cá của Xuân Cường sẽ đẹp hơn nha. Thì tại vì mắc hơn nó phải đẹp hơn chứ sao. Nếu cho mình chấm trên thang điểm 10 thì mình sẽ chấm cho nó là 8 điểm nha các bạn. Còn cá của Xuân Cường thì mình chấm là 9 điểm nha. Đây là cái con cá của anh Xuân Cường nha các bạn. Hơn mấy ngày rồi. Cá của anh Xuân Cường bự hơn nha các bạn. Đây mình quay kỹ con cá này hơn cho bạn xem nè. Sau hơn mấy ngày thì bây giờ em nó đã rất là đẹp trai nha. Đẹp trai mặt trắng. Nè. Màu lên khá là đẹp.
Đây là cái con cá mình vừa mới đặt nha. Mấy cái tua của nó đưa ra giống như là nó giống như mấy con tóc mà nó muốn bị rụng vậy các bạn. Kiểu kiểu kia. Còn cái con này thì nó tóc nó suôn mượt, ống ả hơn. Sẽ cầm hai con cá beta này đi hỏi người đầu tiên nha các bạn. Người trong gia đình mình trước tiên là một con su. Con su thì nó cũng trong gia đình mình luôn nha. Nhưng mà nó không phải là su ơi, cái con cá nào đẹp hơn? Cá này đẹp hơn. Rồi, nó xỉu luôn rồi. Kệ nó đi, nó có biết nói chuyện đâu. Su ơi. Su. Cá nào đẹp? Đó, nó chỉ kìa các bạn. Nó chỉ con cá màu đen là đẹp nha. Nó chỉ con cá đen là đẹp hơn. Rồi, có một con cá màu đen này được một điểm nha. Tiếp theo rồi chúng ta sẽ đi hỏi con gà nha các bạn. Ok. Gà ơi, ở đây có nhiều gà lắm. Con nào đẹp? Con nào đẹp? Con nào? Hai con này con nào đẹp? Rồi, cái con gà đi hướng bên đây. Đây con này đẹp hơn nha. Rồi, con cá này được 2 điểm nha. Gì vậy? 2 điểm luôn nha. Ok. Bà lại xem thử coi hai con cá nào đẹp hơn? Cá này đẹp. Sao nó đẹp? Nó đỏ mà không có nhiều màu. Màu nó sặc sỡ hơn hả? Ừ. Thì bà nội mình nói là cái con cá này nó đẹp hơn nha các bạn. Cái con cá này nó không bằng. Rồi thì con cá này được 1 điểm và con cá này giờ hiện tại được 2 điểm nha. Trời ơi, vậy mà nó cũng dữ dằn nha. Tôi tưởng nó không có điểm nào luôn, cuối cùng nó được 2 điểm. Để đi hỏi người tiếp theo nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ hỏi em mình có con cá nào đẹp hơn nha các bạn. Đây có hai con cá nè, đâu xem thử con cá nào đẹp hơn. Con này. Con này đẹp hơn hả? Đúng rồi. Sao vậy? Sao phải là con này? Tại vì con này nó màu đen, bị thích màu đen. Bị thích màu đen ha. Đây là có con cá hiện tại được 3 điểm nha các bạn. Và cái con cá của anh Xuân Cường hiện tại chỉ có là 1 điểm thôi nha. Còn cái tỷ số thì phải nói là rất là cách biệt luôn. Nè, con màu đen hả? Con nào? Màu đen đẹp hơn. Màu đen đẹp hơn. Rồi. Cha mình nói là màu đen đẹp hơn nha các bạn. Mình thấy không ai chọn con cá này hết. Ai cũng khoái màu đen hết á. Thì hiện tại là con cá này là được bao nhiêu điểm ta? 4 điểm. 4 điểm, con cá này như có 1 điểm à. 1 điểm kiểu như là khuyến khích khích lệ với các bạn. Bây giờ mình sẽ hỏi con gà đen để con nó thích màu đen nha các bạn. Ê con gà đen kia. Ê con gà đen kia. Con nào đẹp hơn? Rồi nó chọn bên đây gà nè. Gà đen. Nó đi qua bên đây rồi. Ôi. Tôi cầm hơi mỏi tay nha, bên này đẹp hơn rồi đi qua bên đó nha. Bên này đẹp hơn. À, nó nói bên này đẹp hơn nha các bạn. Con nào? Cái con của anh Xuân Cường nha. Rồi thì Xuân Cường được 2 điểm, này được 4 điểm. Này là quay clip vui vẻ hơn nha các bạn, chứ không có nói là bên nào đẹp hơn nha. Tôi thì tôi thấy bên nào nó cũng đẹp hết á. Chứ tôi không có cố ý tôi nói bên nào đẹp xấu nha. Thì mỗi bên nó có bán giá khác nhau thì tôi không có so sánh ở đây. Tùy mấy bạn suy nghĩ chứ so sánh ở đây mất công, tranh cãi nữa mất công nữa. Thì bây giờ tôi sẽ hỏi người tiếp theo nha các bạn. Trời ơi cầm hai cái này hoặc giống như tôi tập tạ đi các bạn. Nó nặng như quỷ vậy. Đâu mẹ xem thử hai con cá này đẹp hơn. Con cá màu hồng. Con cá màu hồng hả? Wow, cuối cùng cũng có người chọn con cá của anh Xuân Cường nha các bạn. Rồi thì mẹ mình nói con cá bên đây đẹp hơn. Thì hiện tại bên đây là được 3 điểm, bên đây là 4 điểm. Ok các bạn, thì bây giờ cũng đã tối rồi. Thì tôi cũng xin kết thúc video nha các bạn. Thì chúc các bạn có một ngày làm việc và học tập thật là vui vẻ. Thì sắp tới thì tôi sẽ thi học kỳ 2 các bạn. Ngày 18 tây tháng 4 này tôi sẽ thi. Thì thời gian đó thì tôi sẽ ít ra clip hơn. Có thể là tôi sẽ làm trước video nào đó thì tôi sẽ đăng lên cho các bạn xem nha. Đợi tới ngày đó tôi sẽ đăng lên. Thì trong cái tuần lễ đó tôi sẽ không thể nào mà ra video được, cho nên là tôi sẽ làm clip trước. Các bạn hiểu ý tôi nói không? Thì các bạn muốn mình làm clip gì thì cứ bình luận xuống bên dưới nha. Rồi mình sẽ làm clip đó theo yêu cầu của các bạn. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và tạm biệt. Bye bye.